Ok, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với SIReal Channel. Thì hôm nay tôi làm video này để muốn giới thiệu với mọi người về một cái ngành lập trình có thể gọi là vô cùng bùng nổ trong vài năm trở lại đây ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thì đương nhiên rồi, giống với tiêu đề thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người về ngành lập trình blockchain. Về cơ bản thì nó sẽ là lập trình viên blockchain là gì, lương của ngành lập trình viên blockchain như thế nào và làm sao để có thể trở thành một lập trình viên blockchain. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là lương của lập trình viên blockchain ở thế giới cũng như là ở Việt Nam như thế nào để gọi là có cái động lực nha. Ok, các bạn có thể search bất cứ cái trang mạng nào về lương của lập trình viên blockchain. Thì theo thống kê của Glassdoor thì lập trình viên blockchain ở trên thế giới nó đâu đó rơi vào khoảng 100.000 đô một năm. Thì nếu mà tính ra tiền Việt thì nó sẽ khoảng 200 triệu một tháng, một cái mức lương gọi là vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Ok, thì tương tự như vậy ở Việt Nam. Theo thống kê của Bittech thì các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ thống kê lương của lập trình viên các ngành. Thì trong năm 2020 cũng như là năm 2021, năm kéo theo cái sự bùng nổ của blockchain, thì các bạn có thể nghe rất nhiều cái từ ngữ như là Bitcoin hoặc là Dogecoin rất nhiều đúng không ạ? Thì kéo theo đó thì cái mức lương của lập trình viên blockchain luôn dẫn đầu cái vị trí độc tôn ở năm 2020 cũng như là năm 2021. Các bạn có thể thấy là theo thống kê ở đây, lập trình viên blockchain nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng 2.200 đô. Đây là mức lương trung bình các bạn ạ. Đâu đó nếu mà tính theo tiền Việt thì nó khoảng 50 triệu một tháng. Ở Việt Nam gọi là có thể gọi là một cái mức lương là vô cùng hấp dẫn rồi. Ok, vậy thì tại sao cái mức lương của lập trình viên blockchain lại cao như vậy? Thì rất nhiều lý do rất là đơn giản. Rất nhiều developer ngày nay họ vẫn chưa biết về blockchain. Rất nhiều developer ngày nay họ vẫn chưa nắm bắt được cái cơ hội của blockchain. Và rất nhiều developer ngày nay họ vẫn đang viết những cái web 2 gọi là web 2. Và họ vẫn đang viết những cái web cơ bản cũng như là những lập trình, những cái app cơ bản. Đó, thì nếu các bạn học blockchain ngay hiện tại thì nghe nó có vẻ hơi đa cấp, nhưng mà nếu các bạn học blockchain ngay hiện tại thì các bạn đang là những người dẫn đầu xu thế. Và theo thời gian, blockchain vẫn đang gọi là một ngành gọi là vô cùng bùng nổ trong năm 2022 này. Rồi ok, thì đó là cơ bản tại sao mức lương lập trình viên blockchain lại cao như vậy. Ok, thì bây giờ tôi và các bạn sẽ tìm hiểu xem lập trình viên blockchain làm gì và cũng như là làm sao để chúng ta có thể trở thành một lập trình viên blockchain. Thì về cơ bản khi mà các bạn build một cái app blockchain, thường được gọi là DApp, thì chúng ta sẽ có rất nhiều vai trò lập trình viên blockchain khác nhau. Thì vai trò thứ nhất mà các bạn thường nghe tới đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái thứ gọi là smart contract. Đây, smart contract. Thì nếu các bạn đã tìm hiểu nhiều về crypto cũng như là về blockchain, không biết là các bạn có tìm hiểu blockchain hay không, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu nhiều về crypto thì các bạn chắc chắn sẽ biết tới một cái khái niệm gọi là smart contract. Thì để tôi tìm một cái ví dụ đây nha. Ok, thì nếu các bạn chơi crypto nhiều thì chắc chắn là các bạn sẽ biết một cái trang gọi là BuCoin đúng không ạ? Đó, thì khi các bạn vào bất kỳ một cái đồng nào đó, ví dụ như đồng HE đi ha, và các bạn ấn vào HE contract ở đây, nó sẽ hiển thị cho chúng ta đây. Đây chính là cái smart contract của đồng HE. Thì smart contract là gì ạ? Về cơ bản nó giống như là một cái trung tâm quản lý. Nó sẽ tạo ra cái đồng token HE này, cũng như là nó có thể lấy cái đồng token HE chuyển từ một cái ví này sang ví khác. Và nó đóng vai trò giống như là một ngân hàng vậy. Đó, nó đóng vai trò như là một ngân hàng. Có thể gọi nó là một cái ngân hàng quản lý của cái đồng token HE này cũng được. Đó, đó chính là cái vai trò của smart contract. Đây cũng chính là cái gọi là cũng khá là quan trọng trong blockchain nhé. Đấy, khá là quan trọng trong blockchain. Rồi, cái thứ hai để sử dụng để có thể tạo ra được cái smart contract này thì chúng ta các bạn sẽ cần phải thành thạo những cái công cụ, ví dụ như là Remix. Đây là cái công cụ các bạn cần phải thành thạo khi mà để trở thành một cái lập trình viên blockchain smart contract ha. Thì Remix là một cái web tool, các bạn có thể search remix.ethereum.org. Đây là một cái web tool để các bạn có thể tạo cũng như là deploy cái smart contract của mình. Thì nói về smart contract thì hiện tại smart contract đang được viết thường là được viết bằng một cái ngôn ngữ đó là Solidity. Đây. Thì thực ra nếu mà các bạn đã học lập trình từ trước rồi và các bạn thành thạo những cái ngôn ngữ ví dụ như JavaScript như là C++, C#, thì các bạn nhìn vào Solidity này thực ra nó cũng khá là quen thuộc thôi. Đó, thực ra nó khá là quen thuộc. Nó không khác, theo nhận định của tôi thì nó không khác nhiều với JavaScript là cho lắm. Đây là một cái test các bạn có thể nhìn vào. Đây là cái constructor rất là đơn giản đúng không ạ? Constructor rồi những cái hàm. Ví dụ như là đây là hai cái hàm, một là cái hàm dừng smart contract và bỏ dừng smart contract, đơn giản là như vậy thôi. Vậy thì và thêm một vài cái, đây là cái web tool nhé. Và nếu các bạn lập trình trên computer, trên máy của bạn thì các bạn cũng phải thành thạo thêm các công cụ khác, ví dụ như là truffle này. Đó, truffle. Xin lỗi các bạn nha, tôi không có vẽ chuột, nó hơi khó. Đây là truffle, các bạn có thể search truffle ha. Và cái thứ hai là các bạn cũng có cái này là option thôi nha. Các bạn có thể thành thạo là ganache này, nó cũng sẽ tương tự với truffle hoặc là HH. Đây thì cái thằng thường tôi sẽ đang sử dụng đó là HH để có thể deploy cũng như là phát hiện những cái lỗi của smart contract. Rồi thì thực sự về blockchain thì người viết smart contract có thể gọi là một trong những cái người quan trọng nhất. Các bạn có thể tìm hiểu smart contract ở rất nhiều nơi trên mạng. Các bạn có thể search smart contract count này. Đó. Thực ra là bên hình như là tôi không nhớ, không biết là tôi có nhớ đúng hay không, nhưng mà nếu các bạn học blockchain đây blockchain count đi ha, thì nếu tôi nhớ không nhầm thì Microsoft hiện đang có một cái gọi là cái gì ta, đang có một cái khóa học dành cho bạn về blockchain ở Microsoft. Và thực ra thì cũng có rất nhiều trang để các bạn có thể học về blockchain. Và các bạn cũng có thể học blockchain ở trên kênh YouTube của tôi. Và tôi nói chung là tôi sẽ thường xuyên đăng những cái thông tin, những cái khóa học về blockchain. Đương nhiên là miễn phí, các bạn có thể học hay không đó là tùy các bạn thôi. Nói đùa thế thì các bạn có thể học trên kênh của tôi ha. Rồi tôi sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về blockchain cũng như là những cái kiến thức về blockchain cho các bạn. Rồi. Đó là về smart contract. Đó. Thì một vài thông tin sơ sơ về smart contract này, thì để viết được một cái smart contract thì nó rất là dễ, thực ra nó rất là dễ thôi, nó không khó. Nhưng để master, để có thể gọi là trình cao trong smart contract thì cực kỳ khó. Tại vì để viết một cái thì rất là đơn giản. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái này của tôi là đã có thể sử dụng rồi. Như thế này là chúng ta đã có thể tạo ra một cái đồng token rồi nha, đã có thể sử dụng rồi, đã có thể đi scam rồi. Nói đùa như thế. Nói thật ra thì để viết một cái smart contract nó không hề khó, nhưng mà để các bạn có thể master được cái viết smart contract này nó là cực kỳ khó nha. Nghe nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà để tôi lấy cho các bạn thử một cái ví dụ. Thì khi các bạn viết một cái app hoặc là một cái web đi, các bạn tung lên mạng, thì khi mà cái app, cái web đó nó bị lỗi thì các bạn vẫn có thể đóng server và các bạn sửa lại lỗi bình thường đúng không ạ? Nhưng khi các bạn đã tung lên mạng một cái smart contract thì các bạn không thể sửa nó được nữa. Đó là cái tính chất mà tại sao viết smart contract nó lại cực kỳ khó. Tại vì các bạn phải viết nó một cách gọi là vô cùng hoàn hảo. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là các bạn cũng phải biết thêm, để master thì các bạn cũng phải biết thêm về làm sao để có thể bảo mật smart contract. Tại vì ở blockchain thì tất cả đều là tiền, nên là khi các bạn smart contract của các bạn không bảo mật thì nó có thể sẽ thiệt hại rất là lớn. Thì các bạn có thể đã nghe qua những cái vụ hack blockchain như là hack cái gì của SCP Infinity mất đâu đó khoảng 600 triệu đô la, đâu đó khoảng 10 mấy ngàn tỷ đồng Việt Nam, rất là lớn đúng không ạ? Đó, nên là việc mà trở thành một cái master viết smart contract cũng là điều cực kỳ khó. Nhưng mà để gia nhập vào cái smart contract này thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ có vài dòng code như thế này là các bạn có thể deploy được rồi. Đó, thì đó là cái rule đầu tiên, cái vai trò đầu tiên về blockchain khi mà các bạn bui một cái app blockchain ha. Rồi, cái vai trò thứ hai thì cái này có thể sẽ quen thuộc hơn với nhiều người, đó là vai trò này sẽ đóng vai trò là fetch, những cái lấy những cái thông tin và đưa lên trên web. Đó, để tôi lấy, để tôi xem có một cái ví dụ, tôi sẽ lấy luôn cái đồng HE, thật ra là không phải quảng cáo HE đâu nha, nhưng mà tôi sẽ lấy luôn cái đồng HE. Thì các bạn có thể search trang Hero Empire đây, thật ra là market Hero Empire đây đây. Khi các bạn vào cái marketplace của Hero Empire thì chúng ta đây, các bạn có thể thấy cái nút thứ nhất là connect wallet, thì đương nhiên là phải có một người nào đó làm cái này đúng không ạ, để có thể kết nối giữa cái máy tính của người dùng với mạng blockchain. Thì chúng ta sẽ cần một người để có thể lấy những cái thông tin trên mạng blockchain, đây metamask, chúng ta sẽ lấy thông tin từ metamask và kết nối vào nó. Tôi sẽ tắt cái này đi thôi, lấy ví dụ rồi nha. Rồi, cái thứ hai là ví dụ như chúng ta vào market thì làm sao mà cái web của chúng ta có thể hiển thị được những cái thông tin bán những cái NFT này. Đó, thì đó chính là cái vai trò của một người code cái phép này. Và thường thường thì không phải là thường nữa, mà tất cả cái này thì các bạn sẽ phải biết một cái ngôn ngữ, đó là JavaScript. Đó, tại vì cái này là hoạt động trên web mà. Thì thật ra nó có nhiều cái đó, ví dụ như là web 3 này, web 3 đó, các bạn có thể chắc là đã nghe cái thuật ngữ web 3 này rồi, hoặc là cái thứ hai là ether này đây. Đó, đó là hai cái chính, thực ra là nhiều lắm, thôi kệ đi. Thì đó là vai trò thứ hai của một người lập trình viên blockchain, thường các bạn sẽ thấy, đó là lấy những cái dữ liệu từ trên blockchain đưa về trên web và hiển thị nó. Đó là cái vai trò thứ hai. Và thực ra nếu các bạn mà vừa vào blockchain để trở thành một lập trình viên blockchain thì tôi khuyên các bạn nên học nhiều hơn, bắt đầu bằng cái việc là học JavaScript. Tại vì sao? Khi mà các bạn tung lên một cái smart contract á, tôi không khuyên các bạn lên làm cái này chứ nha. Khi các bạn tung lên một cái smart contract thì các bạn không thể cho những nhà tuyển dụng hoặc là bạn bè của các bạn biết được là mình tạo ra cái smart contract này rồi nó đóng vai trò gì, đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn có thể lấy những cái thông tin của smart contract và đưa về cái web làm giao diện như thế này thì đương nhiên là nó sẽ ngầu hơn rồi. Đó, đương nhiên chắc chắn nhà tuyển dụng cũng sẽ thường thì người ta sẽ cần cái người viết JavaScript lấy thông tin từ smart contract và đưa về web nhiều hơn. Đó là cái mà khuyên các bạn làm ha. Thực ra các bạn cũng có thể học cái này rồi tạo một vài đồng token nào đó xong rồi add liquid vào và rút ra đó. Ok, đùa vậy thôi. Thì đó là hai cái vai trò chính để chúng ta có thể bui được một cái app blockchain, đơn giản vậy thôi. Thì hôm nay tôi sẽ chắc là kết thúc video tại đây. Thì tôi chỉ giới thiệu sơ qua về các bạn làm sao để có thể trở thành một lập trình viên blockchain và làm và những cái thông tin liên quan về blockchain. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì tôi sẽ gọi là chia sẻ với các bạn làm sao để có thể viết một cái smart contract như thế này, và làm sao để có thể vẽ lấy những cái thông tin từ blockchain đưa về trên web bằng JavaScript. Có thể luôn là tôi sẽ hướng dẫn sơ về các bạn về cái ngôn ngữ Solidity cũng như là ngôn ngữ JavaScript ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và hy vọng các bạn để lại một subscribe cho tôi. Cảm ơn.